đừng lái xe số tay không. Khi mà tôi mới quen bạn gái á, giờ là vợ đó, thì tôi mua chiếc xe số tay Toyota RAV4 brand new. Có bạn gái là mua brand new car. Người ta có bạn gái thì người ta mua xe tự động, tôi mua xe số tay. Lúc trẻ thì chúng ta lái khác phải không? Lớn khác lái khác. Tôi lái xe số tay mà những người mà bằng lứa tuổi tôi thì nó rất là aggressive, rất là hung, hung bạo. Aggressive không đâu, hung hăng cũng đúng nữa. Aggressive là gì? Tiếng Việt là gì? Là aggressive. Thì khi mà chúng ta cùng lứa tuổi với nhau mà chúng ta lái xe số tay á, thì chúng ta lái rất là aggressive. Nhưng mà lái với bạn gái thì nó smooth hơn, dẫu là số tay chúng ta chuyển từ số này qua số kia rất là nhẹ nhàng, phải không? Nó hai cái khác nhau. Nhưng mà đây là cái cảm giác của mỗi người khi chúng ta lái xe số tay. Thì khi tôi đọc qua tới cái phần này thì tôi mới nhớ rằng hồi xưa tôi có lái xe số tay. Mà tôi tưởng tượng lại lúc mà lái trên freeway mà bị kẹt xe đó. Quý vị cứ tưởng tượng lái trên freeway kẹt xe mà chạy số tay, mà chúng ta chỉ chạy được số 1 rồi qua số 2, rồi ra lại số 1, rồi qua số 2, rồi ra lại số 1, rồi số 2, mà chúng ta không biết cách lái đó, thì nó sao? Ấy dứt. Thì tôi e rằng cái người ngồi kế bên hay mấy người ngồi sau là cho ăn chạy hết. Bởi vì chúng ta không biết cách lái mà chúng ta cứ lái cà giật hoài. Thì trong cái đoạn 3 câu 15 thì chú cũng nói vậy: ta biết các con công việc của con không lạnh cũng không nóng. Ước gì con nóng hay lạnh. Vậy vì con hâm hẩm không nóng cũng không lạnh nên ta phải nhả con ra khỏi miệng ta. Ta nhả con ra khỏi miệng ta. Chúng ta biết khi mà chúng ta cuộc đời chúng ta cũng nhẹ, cứ nhích lên xuống, nó không có bình thường. Giống như lúc nóng lúc lạnh. Tác giả muốn ám chỉ về gì? Ý về cái khí sắc, cái mood của chúng ta, cái khí sắc của chúng ta. Tâm trạng thay đổi quá bất thường, quá extreme. Lúc nóng lúc lạnh, quá extreme. Có nghĩa là ba bữa thương, bốn bữa ghét. Ba bữa muốn đi làm, bốn bữa không muốn đi làm thì chủ cũng đuổi thôi. Ba bữa nói khen, ba bữa nói xấu. Có nghĩa là chúng ta thay đổi bất thường quá cuộc đời chúng ta. Thì nó giống như chúng ta đổi số xe mà lái trên kẹt freeway vậy đó. Đổi hoài thì sao? Người khác sẽ không chịu nổi. Chúng ta cứ tưởng tượng chúng ta là con cái Chúa, thì ai ở trong chúng ta? Đức Thánh Linh ở trong chúng ta. Đức Thánh Linh ở trong chúng ta thì giống như mà chúng ta lái chiếc xe mà đổi số hoài đó, thì Đức Thánh Linh cũng mở chúng ta ra luôn nữa. Tại chịu không nổi. Chúng ta sống như thế nào mà Đức Thánh Linh phải mở chúng ta ra? Bởi vì chúng ta hâm hẩm. Tình yêu mà hâm hẩm thì ba bữa cũng phải bỏ thôi, phải không? Yêu không yêu mà ghét cũng ghét, nó lưng chừng vậy sao? Cũng không xong. Cái gì vậy? Thà thương ghét thôi, phải không? Chứ đừng cái hâm hẩm vậy, nó khó chịu người khác lắm. Nó theo đúng không? Cho nên quý vị, chúng ta yêu mến Chúa cũng vậy. Chúng ta đi thờ phượng Chúa, vui thì đi thờ phượng Chúa, không vui ra Phước Lộc Thọ ăn hột vịt lộn. Chúng ta không thể thay đổi cái con người chúng ta quá nhanh như vậy. Một người, một cái thái cực quá nhanh. Thành ra khi mà chúng ta hiểu được điều này thì qua câu 17 Chúa nói: con có giàu, con nói tôi giàu, tôi đã phát đạt rồi, tôi không cần gì nữa. Nhưng con nói con không biết rằng mình đang cùng khổ, đáng thương, nghèo ngặt, đuôi mù lõa lồ. Câu 17 là nói đến một người hâm hẩm. Hâm hẩm là một cái triệu chứng của hội thánh Laodicea. Hâm hẩm là triệu chứng của hầu như các hội thánh của Đức Chúa Trời bây giờ. Chúng ta biết thành phố Laodicea là cái thành phố đó rất là thịnh vượng về tài chánh, giống như bây giờ là New York vậy đó. Thời đó họ rất thịnh vượng về thời trang, kể cả y khoa nữa. Trường y khoa lớn nó cũng nằm ở tại Laodicea, mà những cái thời trang nổi tiếng nó nằm ở Laodicea, mà những tài chính trao đổi tài chính nó nằm ở tại Laodicea lúc đó. Thành ra sau công nguyên thì khoảng năm 60 sau công nguyên có một trận động đất rất lớn. Thành phố Laodicea không cần ai cứu trợ họ, tại họ đủ tài chính để họ đứng dậy. Cuộc đời chúng ta có những lúc chúng ta nghĩ là chúng ta có khả năng chúng ta đứng dậy nổi. Thành ra chúng ta lúc nào cũng hâm hẩm, nói chút xíu không sao trơn á. Tôi hâm hẩm chút xíu tôi sẽ đứng dậy cho coi. Đó là cái câu mà chúng ta thường nói. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng chúng ta giàu nhưng chúng ta không biết chúng ta đang khổ, quý vị.
Chúng ta giàu nhưng chúng ta không biết chúng ta đuôi mù lõa lầu trong tâm linh. Chúng ta giàu nhưng tâm hồn chúng ta đang được đáng thương. Bởi vì sao? Đang được đáng thương bởi vì sắp sửa bị Đức Thánh Linh nhỏ nhã. Tôi không dám nói chữ nhã ghê quá, cho nên tôi phải nhỏ ra cho nó dễ dịu hơn chút xíu. Tại từ trong Kinh Thánh rất là thẳng quý vị. Kinh Thánh nói chữ vomit. Cái gì mà nhả ra thì đâu ai dám bỏ vô phải không? Xin lỗi tôi phải nói thẳng, cái này này dễ nghĩ cho thẳng. Nhả ra là không dám nhả hốt vô. Con người nhả ra thì mặt mai còn hốt vô được. Chúa mà nhả ra rồi đừng có mong mà hốt vô lại được quý vị. Đó là cái sự hãm của cuộc đời của nhiều người. Cho nên sự giàu có này không có nghĩa là nói về tiền bạc. Sự giàu có này nói về quyền thế. Sự giàu có này nói lên con người xác thịt. Và sự giàu có này nói ám chỉ về một con người nương cậy về thế gian mà thôi. Đó là sự giàu có, chứ không phải là ám chỉ về tiền bạc quý vị. Giàu có bởi vì chúng ta nương cậy vào cái quyền thế của thế gian này. Vì thế ta khuyên con hãy mua vàng đã được thử lửa của ta để con trở nên giàu có. Mua những áo trắng và mặc vào để sự lõa lộ của con không bị lộ ra. Và mua thuốc sức mắt sức vào con để con thấy được. Muốn giàu thật sự thì phải mua vàng của Chúa. Vì vàng của Chúa đã được thử lửa ra rồi mới phân biệt được vàng giả hay vàng thiệt. Bởi vì sao? Trong Châm Ngôn nói là nồi thử bạc, lò thử vàng, còn con người sao? Sự khen ngợi để thử con người. Ai lại không thích người ta nâng mình lên, khen mình nhiều hơn? Nhưng mà con người khen hay là Đức Chúa Trời khen chúng ta? Con người lúc nào cũng muốn con người khác khen mình, ca ngợi mình. Nhưng mà chúng ta có muốn Đức Chúa Trời khen chúng ta không? Chúa nói hãy con một người trung tín, một người ngay lành, ngay lành, một người ngay thẳng, một người sống trước mặt ta không chỗ trách được. Chúng ta muốn nghe Chúa nói điều đó không? Hay là chúng ta muốn nghe con người chỉ nịnh bợ chúng ta thôi? Còn con người không nói nữa là chúng ta giận hay sao? Bởi vì sao? Chúng ta biết con đường mình đi. Chúng ta không cần con người phải khen chúng ta, nhưng mà chúng ta biết con đường mình đi. Bởi vì nhưng Chúa biết con đường tôi đi, khi Ngài đã rèn luyện tôi rồi, tôi sẽ ra như vàng. Chân tôi bám vào theo Chúa, tôi giữ đúng đường Ngài không sai lệch. Đó là vàng của Chúa. Đó là sự khen ngợi của Chúa. Bởi vì chúng ta bám được Chúa, chúng ta đuôi đúng đường của Chúa. Còn con người khen ngợi là chúng ta coi chừng con đường chúng ta sai đó mà không hay được. Thành ra khi Chúa nói như thế này, Chúa kêu hãy mua thuốc sức con mắt chúng ta để chúng ta thấy cái sự lõa lồ của chúng ta, để nhìn thấy sự lõa lồ. Có nghĩa là sao? Chúa sẽ vạch trần con người thật của chúng ta ra, là chúng ta sẽ thấy sự lõa lồ. Khi chúng ta thấy sự lõa lồ thì chúng ta không thể che đậy được quý vị. Con người chúng ta không thể nào che đậy được cái sự lõa lồ của chúng ta. Khi Chúa vạch trần cái tội của chúng ta, khi Chúa vạch trần cái xấu xa của chúng ta, khi Chúa vạch trần cái ô nhơ của chúng ta, không có cách nào chúng ta có thể che đậy được đâu. Cho nên Chúa nói chỉ có một con đường, hãy mua thuốc của Chúa mà sức vô mắt con để con thấy sự lõa lồ. Và bây giờ con phải lấy như thế này, con phải dùng cái áo trắng của ta, có nghĩa là áo của sự thánh khiết công bình của ta, mà bận vô mặt vô để con che cái sự lõa của ta. Cái áo trắng của Chúa là được gì? Được huyết của Ngài thanh tẩy nó. Cái áo của con người chúng ta không che được, nhưng mà chỉ có con áo, cái áo trắng là cái áo được Chúa thanh tẩy tội lỗi chúng ta, thì chúng ta mới che được cái sự lõa của chúng ta. Lúc đó chúng ta mới hiểu được rằng cái con người cũ của chúng ta sẽ không còn nữa. Thật ra thì chúng ta không có đơn giản. Khi chúng ta bị lõa lồ, chúng ta nói thôi tôi ăn năn, rồi xong rồi Chúa sẽ lấp đi
cái tội lỗi tôi. Không, Chúa nói con phải trải qua cái điều này. Những người ta yêu thì ta quở trách, sửa phạt. Vậy hãy sốt sắng và ăn năn đi. Này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng người ấy ăn bữa tối với người và người với ta. Cách sửa trị của Chúa không có giống cách sửa trị của con người quý vị. Cách sửa trị của con người hơi độc ác. Cách sửa trị của Chúa là tình yêu thương trong đó. Chúa sửa, Chúa dùng tình yêu thương Chúa sửa, chứ không phải Chúa sửa theo kiểu con người của chúng ta. Đôi khi chúng ta sửa người khác không có tình yêu thương thì tôi e rằng cái đó không phải là của Chúa. Cái đó là của con người xác thịt của chúng ta thôi. Cho nên hãy dùng sự sửa phạt của Chúa, đó là tình yêu thương. Chúa chỉ nói như thế này, tôi nghĩ thường thường Chúa sửa chúng ta, Chúa không có nói đâu quý vị. Chúa chỉ nha, con muốn đi đường này, hay đi bên kia. Con chọn đi, ta không có nói nữa đâu. Ta để con chọn đó, thì con chọn đi. Thì Chúa nói gì? Con chọn thì con mời ta vào. Chúa nói là ta đứng ngoài cửa mà gõ, ai nghe tiếng ta thì Chúa đi vào. Chúa đi vào thì Chúa nói, ok, ta ăn bữa tối với con. Ăn bữa tối là cái ý nghĩa gì quý vị? Thường thường trong ngày chúng ta đi làm bận rộn, tấp nập mỗi ngày. Cái bữa ăn tối là cái bữa ăn rất là quan trọng của gia đình. Cứ tưởng tượng, nguyên ngày trời chúng ta đi làm, chúng ta đối diện những cái điều ở trong hãng, đủ thứ chuyện chúng ta phải giải quyết. Xong về nhà thì chúng ta chọn cái gia đình nào? Về nhà cái gia đình chén dĩa bay dèo dèo, hay là về nhà cái gia đình như thế đó? Con chọn đi, con chọn ta thì cái gia đình con sẽ ấm im. Con không chọn ta, con không mời ta vào ăn bữa tối với con thì cái gia đình của con sẽ gây gỗ, ồn ào tối ngày như thế đó đó. Chúng ta có mời Chúa vào để gia đình chúng ta ấm im không? Gia đình chúng ta lộn xộn, con người chúng ta bất an, bởi vì Chúa gõ ngoài, Chúa bấm chuông hoài mà chúng ta không chịu mở. Bởi vì sao? Chúng ta đang lõa lồ. Adam trốn Chúa bởi vì Adam lõa lồ, cho nên ông trốn Chúa. Ông biết Chúa ở ngoài kêu Chúa, Chúa kêu ông, nhưng mà ông không chịu ra. Chúng ta tội lỗi, Chúa bấm chuông, Chúa gõ cửa, Chúa la lớn lên, chúng ta vẫn khóa bao nhiêu cái khóa cuộc đời chúng ta, đóng kín lại thôi. Chúa đừng vào, con tội lỗi lắm. Thì tôi e rằng một trong hai gia đình chúng ta cứ chọn đi. Chúng ta muốn chọn sự ấm êm, hay chúng ta muốn chọn sự lộn xộn cả ngày. Đi làm về đã điêu nhiều thứ chuyện rồi, mà về nhà còn phải điêu những cái chuyện ở bên trong nhà nữa hay sao? Không, chúng ta phải chọn con đường của Chúa. Cho nên muốn sự sửa phạt của Chúa thì Chúa mới nói. Ta mời con ăn với ta, con ăn với ta đi, dự tiệc thánh với ta đi. Chúng ta có dự tiệc thánh với Chúa mỗi ngày không? Cái hành động và thường thường dự tiệc thánh là gì? Rửa chân cho nhau, có nghĩa là tha thứ cho nhau đó. Chúa rửa chân cho Judas Iscariot quý vị, Chúa không chừa ai đó. Chúa rửa chân cho cái người Chúa thương nhất là Phi-e-rơ, phải không? Phi-e-rơ là vậy. Và Chúa cũng rửa chân cho cái người sẽ phản Chúa. Tha thứ trước đi, thì cái buổi tối của con đó, bữa ăn tối của con đó, nó sẽ có ý nghĩa hơn. Kết luận thứ nhất, đời sống mà hăm hẩm là cái đời sống nó không dứt khoát, không có điều gì dứt khoát hết trơn. Chúng ta theo Chúa không phải là theo một cái phong trào của gì, not a movement. Chúng ta theo Chúa bởi vì chúng ta quyết tâm theo Chúa, chứ không phải đi theo cái luồng sống nào. Nóng lạnh bất thường rồi chúng ta phải bắt Chúa gì? Phải thông cảm cái gì? Cái bất thường của chúng ta. Hay hỏi chúng ta là ai mà bắt Chúa phải theo cái dục vọng của chúng ta? Chúng ta là đáng chi mà phải bắt Chúa theo cái dục vọng của chúng ta?
Chúng ta nóng thì kêu Chúa chạy theo chúng ta nóng. Chúng ta lạnh chúng ta kêu Chúa chạy theo lạnh của chúng ta. Không. Chúa nói cho con chọn một trong hai. Đừng có vai vời. Làm cái gì phải làm cho xong. Tin là tin cho xác quyết, chứ không có tin nửa vời. Tin hâm hẩm uổng công lắm quý vị. Điều thứ hai, thuộc linh hâm hẩm là điều gì? Là cuộc lục tin đó đã qua cái rèn luyện, cái thử lửa như vàng của Chúa. Đi qua một cái giai đoạn Chúa thử. Mỗi khi qua cái lò lửa của Chúa thì Chúa sẽ theo quỷ, thiêu quỷ những điều gì? Thiêu quỷ con người cũ của chúng ta, thiêu quỷ cái tôi của chúng ta, thiêu quỷ cái tội lỗi của chúng ta, thiêu quỷ những cái tự ái của chúng ta nữa. Bởi vì vàng thiệt không còn sợ lửa nữa. Vàng giả mới sợ lửa quý vị. Vàng thiệt không có điều chi mà sợ lửa trơn á. Chú đốt là chú đốt hết. Nước sôi có 100 độ quý vị. Vàng tới 2.500 độ lận. Thử hỏi còn gì. Phải không? Bây giờ nước sôi chút xíu là chúng ta la làng lên rồi. Hãy để Chúa nung đốt cuộc đời chúng ta, để chúng ta mới lồi ra, trở nên một con người thật cho Chúa. Điều thứ ba, Chúa yêu chúng ta, cho nên Chúa mới sửa phạt. Trong Hebrew, sứ đồ Phêrô nói, sứ đồ Phaolô nói như thế này: anh em đã quên lời khuyên dành cho anh em như khuyên con rằng, hỡi con ta, chớ xem thường sự sửa phạt của Chúa. Và khi Chúa khiển trách, chớ ngã lòng, vì Chúa sửa phạt người nào yêu, những ai được nhận làm con của Ngài cho roi cho vọt. Anh em chịu sửa phạt ấy là Đức Chúa Trời đối đãi anh em như con, vì có người con nào mà cha không sửa phạt? Nhưng nếu cha anh em không chịu sửa phạt như mọi người con đều phải chịu, thì anh em là con ngoại tình chứ không phải con thật. Chúng ta làm con của Chúa thì chúng ta chịu sửa phạt. Một lần nữa, Chúa sửa phạt chúng ta không phải giống như con người sửa phạt, nhưng mà Chúa sửa phạt chúng ta bằng tình yêu thương quý vị. Có một câu chuyện như thế này. Một buổi chiều nọ, có hai cha con dắt nhau ra ruộng thả diều. Thì buổi chiều đó gió thả bay rất là cao. Đứa con rất là thích. Gió mạnh mà thổi bay rất cao. Đứa con bắt đầu thả diều ra. Nó bay rất là cao là cao. Nó để cái dây sợi dây diều thì nó cứ để cái sợi dây diều nó chạy. Chừng nào cho cuối dây diều luôn, nó chạy mút lên dây diều luôn. Thì con diều nó rất là cao, bay bình thản ở trên, đều, rất là đều. Thì người con vui quá, nói: trời, bữa nay rất là vui trời. Bữa nay con diều nó bay rất là cao. Nhưng mà cha làm sao mà cho nó bay cao nữa được không? Dây nó hết rồi cha. Cha giúp con để cho nó bay cao hơn nữa đi. Thì người cha mới mỉm cười lại, đi tới gần người con. Ông xách cái kéo cá cụp. Thì con diều bắt đầu nó bay lên nữa. Nó bay lên cao nữa, cái đảo, cái nó đáp xuống ngay cái ngọn cây của nhà người ta. Người con say lại bực mình. Mình xin cha cho con diều nó bay lên cao nữa. Ông lấy cái kéo cái cụp. Bực. Nói: tại sao? Diều đang bay vui quá, không cho nó bay nữa cha. Mà làm gì cây cục vậy? Nó tức người cha, nó giận ông. Thì người cha mới lại khoác tay lên vai người con. Ông mỉm cười mà: con muốn được bay, con diều của con bay cao hơn, thì cha cho nó có bay cao hơn. Nhưng mà khi nó bay cao hơn thì nó có sự tự do của nó. Cuộc đời con cũng giống như thế đó. Đôi khi con muốn tự do, con muốn bay cao hơn. Nhưng liệu con có khả năng cầm giữ mình cái diều đó không? Diều bay cao không có khó quý vị. Nhưng mà giữ cái quân bình của con diều đó, nó khó. Cái quân bình của con diều đó nhờ cái gì quý vị? Nhờ sợi dây giữ lại, để nó quân bình được con diều nó bay cao.
Bài cáo không có khó. Thành ra đôi khi chúng ta, Chúa sửa trách chúng ta bị nhã lòng. Chúng ta nói tại sao chúng mất đi, đánh mất đi cái tự do của tôi. Tôi muốn tự do mà. Tôi là con của Chúa. Tôi muốn tự do, tôi muốn bay cao hơn nữa. Thì Chúa cũng giống như người cha, Chúa lấy cái keo cắt cái cụp. Con bay đi. Con bay nhưng mà con sẽ đảo, con sẽ đáp lên ngọn cây của nhà người ta. Và con sẽ không chơi được nữa. Phần đông Chúa dạy chúng ta bằng nhiều cách khác nhau cuộc đời chúng ta. Chúng ta theo Chúa, chúng ta cũng chịu Chúa sửa trị, sửa phạt chúng ta. Chúa không có ý rồi quý vị, nhưng mà Chúa cầm giữ cái gì chúng ta đang yếu, cái gì điều chính của cuộc đời chúng ta, giống như sợi dây diều vậy đó. Chúng ta muốn bay tới đâu, nhưng mà để Chúa giữ cái dây diều của chúng ta để nó quân bình. Cái đó điều đó quan trọng. Chứ không phải chúng ta được bay lên bao nhiêu ấy. Bay cao bao nhiêu không quan trọng. Nhưng mà giữ được quân bình của cuộc đời chúng ta mới là quan trọng. Chúng ta theo Chúa thuộc linh bay cao bởi vì chúng ta có sự khiêm nhường. Bởi vì chúng ta có sự hạ mình. Trong sách Hebrew Chúa cũng nói như vậy. Con đừng ngã lòng. Bởi vì Chúa yêu chúng ta. Chúa muốn sửa phạt chúng ta. Thì cái tình trạng hâm hẩm của chúng ta đó, chúng ta xong rồi hâm hẩm, không nóng không lạnh, thì sao? Chúa sẽ nhả chúng ta ra. Thì lúc đó chúng ta tự do đó. Muốn làm gì làm. Muốn ăn nhậu gì chúng ta cứ ăn nhậu. Muốn sống sao sống. Bởi vì Chúa đã nhả ra rồi. Con tự do rồi. Chúa cắt dây diều chúng ta rồi. Con muốn làm sao làm thì tùy con. Bởi vì Chúa đã nói rồi. Con người nhả ra thì còn cơ hội. Nhưng mà Chúa nhả ra thì không cần cơ hội. Chúa cắt dây diều đi. Hôm nay tôi kêu gọi quý vị, hãy để Chúa giữ cái diều của chúng ta lại. Nếu mà chúng ta muốn bay cao như thế nào, dẫu đến đâu, hãy để Chúa giữ cái chân của chúng ta, để chúng ta không còn vấp phạm nữa. Hãy để Chúa giữ cái miệng chúng ta. Hãy để Chúa giữ cái lỗ tai chúng ta. Hãy để Chúa giữ cái con mắt của chúng ta. Để chúng ta không có tự do quá, mà chúng ta làm quá tự do. Quý vị hiểu không? Tự do quá, thành quá tự do. Chúa nói, nếu con trải qua những gì ta dạy con, sáng hôm nay, thì con sẽ ngồi kế bên ta, lúc con gặp ta, ở nơi vương quốc của ta. Chúa hứa quý vị. Chúng ta chịu Chúa sửa phạt bây giờ hay là muốn Chúa sửa phạt sau này? Nếu Chúa sửa phạt bây giờ thì chúng ta sẽ ngồi bên cạnh của Chúa. Còn chúng ta để cho tới lúc cuối cùng thì cái phần đó không có của chúng ta đâu. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán sáng hôm nay. Trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Hãy nói với Chúa rằng, con sáng hôm nay Đức Thánh Linh phán trong lòng con. Con sẵn sàng mở cửa con ra. Bởi Chúa đã gõ cửa cuộc đời con quá nhiều lần rồi. Con sẵn sàng mở cái lòng con ra để Chúa xử phạt con ngay bây giờ. Nếu mà chúng ta chịu Chúa xử phạt ngay bây giờ thì tôi chúc mừng quý vị. Tôi chúc mừng quý vị, bởi vì quý vị là người sẽ ngồi bên cạnh Chúa Giêsu. Còn lòng của quý vị vẫn còn khép kín, không chịu mở lòng ra để Chúa sửa trị, sửa phạt chúng ta. Thì tôi không dám bảo đảm ở bên cạnh Chúa Giêsu sau khi chúng ta về gặp Ngài. Ai cũng sẽ về gặp Chúa thôi quý vị, không có ai sẽ không gặp Chúa đâu. Nhưng mà gặp Chúa với sự ôm ấp hay là gặp Chúa trong cái sự phán xét, đó là quyền lựa chọn của chúng ta. Một trong hai. Muốn đứng trong sự phán xét của Chúa
hay là muốn sự ôm áp Chúa, Chúa giang tay ra, Chúa nói welcome home con, I've been waiting for you, ta chờ con 50 năm, 60 năm, 70 năm, 80 năm, 90 năm qua, ta đã trông chờ con về. Và con bữa nay con ăn tối với ta. Một cái buổi tối đó là buổi tối ăn bắt đầu của cuộc đời con.